ngựa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện linh. Nào trần hoàn hãy hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tử thần. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hỡi hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tử thần. Xa vác trên vai từng ngày, qua đời sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nghìn thu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Các cái lễ hôm nay xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse, Maria, Teresa, Phêrô, Francisco, Madalena, Anna. Xin cho gia đình được bình an, cho tổ tiên nội ngoại, cho thai nhi, cho các linh hồn, và xin tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu
cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sáng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một đến giải ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự vào lấy ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển quyền năng. Vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta . Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rọi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Ánh sáng Chúa Kitô,
ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàng. Và vui lên, hoàn trai đất vui lên. Dưới anh huy hoàng chiếu soi và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói người, tất cả vũ trụ đều hân hoan được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hôm giờ đây tôi xin anh chị em rất thân yêu đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh tha thiên khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người, khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang để tôi hân hoan ca ngợi cây nên huy hoàng. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần chính đang việc dâng lên Chúa Cha, đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, con một người Chúa chúng ta.
Ngài Thế chúng ta cha nợ Adam với Chúa Cha muôn thù và đổ máu quy ra để tẩy sạch an tổ tông xưa. Chính đây là lễ vượt qua mà chiên thần chịu sát tê nơi cửa nhà dân Chúa đã đường ghi dấu máu chiên. Nào hay là đêm mà cha ông chúng tôi là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiến qua biển đỏ vẫn khổ chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đen tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khóc trên trần gian, đường cứu thoát hên các vết nhơ và tôi phạm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Nào là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phúc kêu thế nếu không chào ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cần thiết thay tội Adam, tôi đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc dân cao sang. Ôi đêm thật hạnh phúc chỉ người biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. Đây là đêm mà xanh thánh đã ghi, là đêm rừng rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến xuống vui. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay Chúa đuổi hết tội khiên, tay sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ yêu phiền sương vui hân hoan. Phá tan hận thù oán ghét và sớm đem hòa thuận đồng tâm, khuân phục quyền binh thế gian. Kính lạy Cha chi thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương thơm lễ chiều hôm là lễ nghi dâng cây nên làm bởi sát phong tình tiền đây do tay thừa tác viên giáo hội cùng kính dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sáng lên để Chúa được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tình chân sáp ông mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nên này dâng Chúa đây,
luôn luôn đường tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn được Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi sao mai sẽ gặp gỡ anh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi, chính là con Chúa Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thống trị hằng song, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Hôm nay chúng ta cùng tắt nến. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúng ta ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao? Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Bài trích sách sáng thế. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần chí Thiên Chúa bay xà trên mặt nước. Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng. Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp. Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: hãy có vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với nước. Và Thiên Chúa làm nên vòm trời và phân rẽ nước phía dưới, vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi đó là vòm trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước dưới trời hãy tụ lại một nơi, để lộ ra chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tùy theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa còn phán: hãy có những vật sáng trên vòm trời, và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và dãi ánh sáng mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vòm sáng lớn. Vòm sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vòm sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm,
và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa lại phán, nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại chúng, và mọi chim bay tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp, Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy lở cho nhiều, đầy nước biển, loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất, qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa lại phán, đất hãy sản xuất các sinh vật tùy theo giống, gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tùy theo loài. Và đã xảy ra như vậy, Thiên Chúa đã dựng lên dã thú dưới đất tùy theo loài, gia súc và mọi loài bò sát dưới đất tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp, và Thiên Chúa phán, chúng ta hãy dựng lên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Thiên Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng, hãy sinh sôi lầy lở cho nhiều, đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người làm rất tốt đẹp qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu. Thế là trời, đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Tình thương Chúa tràn ngập khắp địa cầu. Ngày thực chân chính, việc tay người thần đáng cậy tin. Ngài yêu thích công minh chính trực, tình thương Ngài tràn ngập khắp mọi nơi. Khiến khung trời hiến hư, làn hơi người tạo tác ngàn sao, và đại dương thu gom nhốt lại, cùng thủy triều người dồn chữ vào kho. Chúa chọn riêng từ thiên quốc
chừng mọi người khắp trần gian. Đoàn con nhưng vững tâm đời trong Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp chở che. Hồng ân Chúa xin thương xuống đầy trên những người hằng bền vững cậy trông. Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin ban cho chúng con một tinh thần khôn ngoan sáng suốt, biết chống trả tội lỗi hằng quyến rũ chúng con, để mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, con đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó ngươi sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu trên núi, ta sẽ chỉ cho ngươi. Sáng ngày, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem theo hai đứa đầy tớ của ông, cùng với Isaac, con ông. Ông trẻ củi dùng vào lễ thượng hiến, đoạn ông lên đường đến chỗ Thiên Chúa đã tỏ cho ông. Ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy chỗ ấy từ đằng xa. Abraham mới bảo tôi tớ: Các anh ở lại đây với con nữa, còn ta và đứa trẻ, chúng ta phải đi tới đằng kia mà thờ lạy, rồi chúng tôi sẽ về lại với các anh. Abraham lấy củi, lễ thượng hiến và cho Isaac vác đi, còn ông thì cầm lấy lửa và dao phay, rồi cả hai cùng bước. Isaac cất tiếng nói với Abraham, cha cậu rằng: Cha. Ông đáp: Ta đây. Con. Cậu hỏi: Lầy đây, đã có lừa và củi, vậy hy sinh thượng hiến ở đâu? Abraham đáp: Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh thượng hiến, con ạ. Rồi cả hai cùng bước. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ, Thiên Thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó. Giờ đây, ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Chỗ ấy, Abraham gọi tên là Thiên Chúa sẽ liệu. Khiến ngày nay người ta còn nói: Trên núi Thiên Chúa sẽ liệu. Thiên Thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán: Ta thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó,
Ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta. Lên ta chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Mưu rệ ngươi sẽ chiến cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi mưu rệ ngươi, vì ngươi đã dâng, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông Abraham trở thành cha chung các dân tộc, và nhà mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử, khiến đoàn con cái Chúa ngày càng thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa biết ăn ở xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mô-xê rằng: có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường, còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ, ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa khi ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau. Đứng giữa hàng ngũ Ai Cập
và hàng ngũ Israel, và đám mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm hai bên không thể tới gần được. Môsê giơ tay trên biển thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển nuôi và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh, đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai Cập nói, ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ chống chúng ta. Chúa phán bảo Môsê, hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng. Môsê giơ tay trên biển và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển, nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước rực như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập, và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ người. Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đấng đã tạo thành ngươi, thống trị ngươi, danh người là Chúa các cơ binh. Đấng cứu chuộc ngươi là Đấng Thánh Israel, người sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu. Thiên Chúa ngươi đã phán, Chúa gọi ngươi như gọi người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, như người vợ bị bỏ rơi lúc còn xuân xanh. Trong một thời gian ngắn, ta đã bỏ ngươi, nhưng ta sẽ lấy lượng từ bi của ta mà tụ họp ngươi lại. Trong lúc nóng giận, ta tạm ẩn mặt ta, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, ta thương xót ngươi. Chúa là Đấng cứu chuộc ngươi đã phán như vậy. Cũng như trong thời Noe, ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không tràn ngập đất nữa, thì ta cũng đã thề rằng ta sẽ không giận ngươi, không của trách ngươi nữa. Dù núi có rời, đồi có di chuyển, tình yêu của ta đối với ngươi không thay đổi, và giao ước bình an của ta cũng sẽ không lay chuyển. Chúa nhân từ của ngươi đã phán như vậy. Hỡi thành vô phúc, bị bão táp tàn phá và không ai an ủi, này đây, ta sẽ sắp xếp các viên đá của ngươi cho trật tự, sẽ đặt nền móng ngươi trên ngọc thạch, sẽ lấy đá hồng xây cửa đồn ngươi, sẽ lấy thủy tinh làm cửa thành ngươi, sẽ dùng đá quý xây tường thành ngươi. Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy bảo, chúng sẽ vui hưởng một nền hòa bình lâu dài. Ngươi sẽ đứng vững trong công lý và xa mọi đàn áp. Ngươi sẽ không còn sợ và sống xa mọi khủng bố, vì sẽ không có ai hãm hại được ngươi nữa. Đó là lời Chúa. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu mạng con. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu mạng con tán dương Ngài, lạy Chúa vì Chúa đã cứu con, không để quân thù đắng chi nhạo cười con. Từ cõi âm ti Ngài đã kéo con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu mạng con. Ai tin trung hoài cùng Chúa, nào hát kinh thánh danh, qua phút nổi giận giáng phúc cả đời liền. Lễ có tuần rơi chậm tôi tới canh khuya, hương sáng lên rồi là hò reo mùa hát. Mắt xót thương, xin Đấng con thờ giúp đỡ phù trợ con. Đôi tiếng đi ca thành vũ khúc hân hoan,
nguyện đến muôn đời ngợi ca danh Chúa mãi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để đáp lại niềm tin của tổ phụ, Chúa đã hứa ban cho các ngài một dòng tộc đông đảo. Nay xin thực hiện lời hứa ấy mà làm cho số nghĩa tử ngày càng thêm đông, để mọi người tôn vinh danh thánh và giáo hội được thấy thực hiện điều các tổ phụ vẫn tin tưởng đợi chờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này ngươi sẽ kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước ngươi chưa biết sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng Thánh Israel, bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ, vì tư tưởng ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của ta. Chúa phán như vậy: như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa. Cứu độ con ban ơi.
Chúa đi, cao khấn Chúa và tỏ bày giữa muôn dân rằng sự nghiệp Chúa huyền diệu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là niềm hy vọng độc nhất của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo những mầu nhiệm đang được thực hiện ngày nay, xin khơi dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp. Vì nếu không có Chúa soi trí mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ba-rúc. Hỡi Israel, hãy nghe các giới răn ban sự sống. Hãy lắng tai nghe để hiểu biết sự khôn ngoan. Hỡi Israel, bởi đâu ngươi ở trong đất nước quân thù, ngươi mòn mỏi trên đất khách, nhiễm lây dơ bẩn của người chết, bị liệt vào kẻ phải xuống địa ngục. Ngươi đã lìa bỏ nguồn khôn ngoan, vì chưng nếu ngươi theo đường lối Chúa thì ngươi đã luôn sống trong bình an. Ngươi hãy học xem đâu là sự khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là sự thông hiểu, để ngươi cũng hiểu biết đâu là trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng con mắt và bình an. Ai là người sẽ tìm được nơi cư ngụ của sự khôn ngoan? Ai đi vào trong kho tàng của nó? Chính đứng thấu suốt mọi sự. Người biết nó, người thấu suốt nó do đức khôn ngoan của người. Người là đứng đã an bài vũ trụ đến muôn đời và cho các gia súc và các thú bốn chân sống đầy mặt đất. Người sai ánh sáng đi thì nó đi, gọi nó lại thì nó run sợ vâng lời người. Các ngôi sao ở vị trí mình mà chiếu sáng và đều vui mừng. Người gọi chúng thì chúng trả lời rằng có mặt. Chúng vui mừng chiếu sáng trước mặt đứng sáng tạo chúng. Người là Thiên Chúa chúng ta, và không có Chúa nào khác sánh được với người. Người đã biết mọi đường lối khôn ngoan, đã ban nó cho Gia-cóp tôi tớ người và cho Ít-sa-en kẻ người yêu mến. Sau đó, người xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người. Đó là sách ghi các giới răn Chúa và lề luật tồn tại muôn đời. Tất cả những ai tuân giữ lề luật thì được sống, còn ai bỏ thì phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy trở về và nắm giữ lề luật,
Hãy nhờ ánh sáng của Người mà tiến đến sự huy hoàng của Người. Đừng trao vinh quang Ngươi cho kẻ khác, cũng đừng trao đặc ân Ngươi cho dân ngoại. Hỡi Israel, chúng ta có phúc vì chúng ta đã được biết những gì là đẹp lòng Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa có lời ban sự sống đời đời. Mình lần Chúa phiền toàn, bồi dưỡng hồn vía thánh chi Ngài vững bền. Dù ta học khôn, lạy Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lệ luật Chúa chân thực, sàn khoái lòng chi huân linh Ngài sáng ngời, chiều soi thì quang. Sợ Chúa thành vẹn, bền vững ngàn kiếp, phán định Ngài sáng thờ, mãi luôn thẳng ngay. Thật là quý hơn vàng, vàng khôi thuần chất, giống như mật thắm ngon, tiền từ tà ngon. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng kêu gọi muôn dân gia nhập Hội Thánh Chúa, khiến Hội Thánh ngày thêm phát triển, và xin hằng thương giữ gìn những người đã được ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách tiên tri Ê-sa-ki-ên. Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, khi dân Israel cư ngụ trên đất mình, họ đã làm ra bẩn đất ấy bằng đời sống và việc làm của họ, và ta đã nổi giận họ vì họ đã đổ máu trên phần đất ấy, và vì các thần tượng họ thờ làm ra bẩn phần đất ấy. Ta đã phân tán họ đi khắp các dân tộc và cho họ sống rải rác trong các nước. Ta đã xét xử theo đời sống và việc làm của họ. Họ đã đi đến các dân tộc, và ở đó họ xúc phạm thánh danh ta. Vì thiên hạ nói về họ rằng: Này là dân của Chúa, họ bị đuổi ra khỏi đất của Người. Và ta đã thương hại thánh danh ta, mà nhà Israel đã xúc phạm nơi các dân tộc họ đến cư ngụ. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel rằng: Đây Chúa là Thiên Chúa phán. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, nhưng vì thánh danh ta đã bị các ngươi xúc phạm nơi các dân tộc mà các ngươi đi đến cư ngụ. Ta sẽ thánh hóa danh cao cả ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc.
nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh ta, để các dân tộc biết ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, khi ta tự thánh hóa lời các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ cát bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá, và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng lời Kinh Thánh giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ vượt qua. Xin cho chúng con được thâu hiểu lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng con, để những hồng ân Chúa ban tặng ở đời này giúp chúng con vững vàng tin tưởng sẽ được Chúa ban muôn phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi. Mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế. Anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia.
cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đấng từ bi của Người muôn thuở. Nhà Israel hãy hát mừng lên vì đấng từ bi của Người muôn đời. Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giê-xu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì.
Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đêm nay giáo hội long trọng công bố tin mừng phục sinh. Tin Đức Giêsu Kitô người Nazareth đã bị nộp cho dân ngoại, đã bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị giết chết, bị táng trong mồ đá và sau ba ngày sống lại. Tin mừng phục sinh là tin vui cho tổ tông loài người. Xưa kia vì nghe con rắn phỉnh gạt đã sa ngã và lôi cả loài người vào vòng tội lỗi. Tin mừng phục sinh là tin vui cho các tổ phụ được Thiên Chúa tuyển chọn, là tin vui cho các ngôn sứ, là tin vui cho những người lành thánh, tin vui cho những ai tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót và khát khao được sống trong vinh quang của Chúa. Tin mừng phục sinh là tin vui cho tất cả chúng ta, những người luôn dõi theo bước đi của Đức Giêsu và bước đi trên con đường mà Đức Giêsu đã đi. Và vì thế, cho nên khi công bố tin mừng phục sinh, giáo hội công bố với một sự long trọng hết sức có thể. Chúng ta đã trải qua các nghi thức từ lúc khởi đầu cho tới lúc này, từ lúc làm phép lửa cho tới lúc nghe các bài đọc. Hôm nay giáo hội đề nghị chúng ta đọc 9 bài sách thánh, 7 bài cựu ước, bài thánh thư và bài tin mừng theo thánh Marco. 7 bài sách thánh này cùng với bài thánh thư và bài tin mừng đưa chúng ta đi lại suốt chặng đường từ khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất lúc còn hỗn mang cho tới khi Đức Giêsu phục sinh. Và nói theo ngôn ngữ của các nhà thần học thì từ cuộc sáng tạo đầu tiên cho tới cuộc tái tạo lần thứ hai. Cuộc sáng tạo đầu tiên là Thiên Chúa tạo dựng mọi vật từ hư không, để cho dù là loài người, là thiên thần, là loài vật hay cỏ cây hoa lá được hiện hữu. Và cuộc tái tạo thứ hai chính là cuộc tái tạo qua Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, đã sống lại, để mang lại cho con người bộ mặt nguyên vẹn từ ban đầu. Phục vụ lời Chúa đưa chúng ta đi suốt một chặng đường dài như vậy. Và tin mừng phục sinh được công bố đêm nay với sự long trọng như thế, cho nên đêm vọng phục sinh được gọi là mẹ của các đêm. Đêm nay là đêm quan trọng nhất trong suốt cả năm phụng vụ của chúng ta. Tin mừng phục sinh được công bố cũng nói lên niềm vui phục sinh của chúng ta. Cho nên giáo hội mời gọi chúng ta khi công bố tin mừng phục sinh và trong suốt mùa phục sinh, chúng ta hãy vui lên. Chúng ta hãy vui lên, hãy hát ca bản ca Alleluia. Vui lên bởi vì Chúa ở với chúng ta. Vui lên bởi vì Chúa thương xót chúng ta. Vui lên bởi vì chúng ta thuộc về Chúa và Chúa thương chúng ta cho đến cuối cùng. Như lời Thánh Gioan nói trong tin mừng chương 13, Chúa yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và
và Chúa yêu thương cho đến cùng. Chúng ta vui lên bởi vì nhờ ơn Chúa, chúng ta luôn được bước đi trong ánh sáng của ơn cứu rỗi. Nhưng để được như vậy, chúng ta hãy sống lời mời gọi của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta vừa mới nghe qua bài thánh thư. Qua việc chịu phép rửa, chúng ta được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô. Qua việc chịu phép rửa, chúng ta thuộc về Đức Kitô, chúng ta trở nên con người mới, chúng ta được sống lại. Và vì thế mà mỗi người hãy coi mình như người thuộc về Đức Kitô, như người đã chết cho tội lỗi và đang sống cho Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ sống cho mình, mà chúng ta sống cho Thiên Chúa, sống cho vinh quang của Chúa. Và khi mà chúng ta sống cho vinh quang của Chúa, chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vinh quang đó. Xin cho chúng ta qua mỗi ngày sống luôn bước đến gần với ơn cứu rỗi, để cuối cùng tất cả chúng ta đều được hưởng ơn phục sinh như chính Đức Giê-xu đã phục sinh và điều mà chúng ta công bố đêm nay. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đã tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thánh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với Người để hưởng phúc trường sinh, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng Người sống đời sống mới. Bởi thế, giờ đây, thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Từ bỏ.
anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Thưa, từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa, kính. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ có chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa, kính. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thưa, kính. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội long trọng công bố tin mừng phục sinh. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta, đã chịu nạn chịu chết và mang lại cho chúng ta ơn cứu rỗi. Với tất cả lòng biết ơn và niềm hoan hỷ, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng khải hoàn vinh quang bằng con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ trong hội thánh luôn được ánh sáng phục sinh chiếu tỏa, để các ngài trở thành những chứng tá sống động loan tin mừng tình yêu cứu độ đến cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con em cầu Chúa. Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng đã được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, được tràn đầy ân sủng và ánh sáng thánh linh soi dẫn, khiến họ trở lên những phần tử nhiệt thành, luôn hăng say chu toàn sứ mạng của một Kitô hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng
bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết mau mắn nhận ra thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng dẫn dắt của Chúa, để luôn trung thành thực thi ý Chúa với niềm tin cậy mến vững vàng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Niềm vui Chúa Kitô sống lại đặt vào trong chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong các gia đình của giáo xứ chúng ta luôn biết dấn thân cho hạnh phúc của gia đình mình, để gia đình luôn có tổ ấm yêu thương. Qua đó, gia đình phản ánh niềm vui của Đấng Phục Sinh như trong ngày người chiến thắng khải hoàn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đón nhận những lời cầu nguyện mà chúng con vừa dâng lên và xin chúc lành cho mỗi người chúng con. Để nhờ ơn phục sinh của Chúa, chúng con được chết đi cho con người cũ để sống cho con người mới và sống cho chính vinh danh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiến lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiến Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Amen. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Amen. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này. Thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian. Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các phần trời, chúng tổng đáng ngờ đến nhân danh Chúa. Lạy Cha rất nhân từ nhà Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con, chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ Chúa và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tôn kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con mừng đêm cực thánh là đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã sống lại về phần xác, và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê, Jacôbê, Gioan, Thomas, Jacôbê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Simon và Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristogono, Joan và Paulo, Cosma và Damiano cùng toàn thể các thánh vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài. Xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và thánh thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y,
cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận, như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melchisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thánh con Chúa, chúng con được đầy tràn ơn phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo: Thánh Gioan, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcelino, Vero, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Anne, Cecilia, Atacia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ, mà cho chúng con được đồng phận với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hoàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con, chúng con xin cha.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Quy lên đấng trời, Alleluia. Quy lên muôn
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Niềm vui phục sinh là một niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời của một Kitô hữu. Hôm nay trong ngày công bố tin mừng phục sinh, chúng ta cùng mừng lễ nhau bằng một tràng pháo tay thật toàn giá. Chúng ta đã trải qua một đêm công bố tin mừng phục sinh rất là sốt sáng. Tôi xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong những ngày qua đã vất vả chuẩn bị nhiều công việc. Cảm ơn anh chị em ca đoàn đã phục vụ lễ rất là tuyệt vời. Hôm nay không có đi đường ổ gà, nhưng mà đường rất là nhãn, đọc tốt và hát cũng tốt. Cảm ơn các con lễ sinh và đặc biệt cảm ơn một số anh em đã dâng cho giáo xứ cây nến phục sinh mà chúng ta thấy ở trên bàn thờ đây. Đây là cây nến bằng đồng nguyên chất, có vàng không thì không biết, nhưng mà là bằng đồng. Đây là một điều rất là tốt lành. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, những ai đóng góp vào tuần thánh và nhất là trong tam nhật này. Xin Chúa chúc lành và ban niềm vui cho tất cả chúng ta, nhất là những ai đang góp phần mình để làm cho tin mừng phục sinh được lan tỏa trong cuộc đời này. Chúng ta còn đồng trong tay để cảm ơn nhau tất cả. Chiều ngày mai vào lúc 6:15, chúng ta sẽ rước Chúa phục sinh chung quanh hai nhà thờ này. Đây là điều chưa có bao giờ, nhưng không phải vì chưa có mà không có. Chưa có chúng ta làm cho có. Tin mừng phục sinh là tin mừng rất lớn, cho nên rước Chúa phục sinh cũng không phải là một điều gì đó quá là lệ, quá là ngoại thường của chúng ta cả. Lễ xong chúc anh chị em về bình an. Alleluia, Alleluia.